Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Lê Thành Đông, bên đây là Trần Tấn Đạt, còn bên đây là Mai Hoàng Vũ. Chúng mình đến từ câu lạc bộ sáng tạo và phối hợp của ngành điện tử của trường Tân Hải Tân. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chế tạo máy rửa tay tự động đơn giản bằng ống nước. Các nguyên liệu gồm có ống nước, động cơ phun sương, bếp phun sương, mạch điều khiển và cảm biến. Đầu tiên mình kết nối bơm nguồn với động cơ bơm. Sau đó chúng ta chừa chân dương của động cơ bơm và chân dương của động cơ nguồn để kết nối chung với gà le của mạch cảm biến. Tiếp theo là đến phần cảm biến. Đây là cảm biến phát hiện vật có 3 dây. Đầu tiên là dây nâu chúng ta kết nối với nguồn dương, dây xanh kết nối với nguồn âm và dây đen là dây ra tín hiệu. Chúng ta cần phải nối điện trở treo lên vì đây là cảm biến hở. Ba cái nắp đậy và một phần ống. Nắp đậy chúng ta sẽ dùng để bật cái phần ống dưới. Cái phần này chúng ta sẽ chứa nước. Hai nắp còn lại chúng ta sẽ ghép lại với nhau để làm phần nắp đậy ở phía trên. Và phần phía trên đây để chứa các hệ thống bơm mạch. Và đây là phần kết cấu bên ngoài của hệ thống máy rửa tay tự động. Và đây là kết cấu hệ thống máy rửa tay tự động của chúng mình. Như các bạn đã thấy thì phần lắp ráp khá là đơn giản, cũng như là chi phí rẻ, có thể lắp ráp tại nhà. Em giữ nguyên khoảng cách. Và như vậy là sau thời gian 30 phút, nhóm chúng mình đã hoàn thành xong cái thiết bị rửa tay tự động này. Với kết cấu đơn giản, mình nghĩ là các bạn có thể làm được.